tầm khoảng bao lâu là sẽ nó vàng mình mới đập ra được. Nó vàng mình mới đập ra được cô. Hello, Cuộc Sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại mình đang ở khu chợ nông sản thực phẩm của Bạc Liêu nè các bạn. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV về ngay chỗ chợ Bạc Liêu. Thì hiện tại là có một cái lò bánh. Có lò bánh nha các bạn. Đây, có lò bánh cũng cực kỳ nổi tiếng ở Bạc Liêu nha các bạn. Thì mình sẽ ghé vào một cái khu chợ nè, khu chợ ẩm thực nè các bạn. Khu này là nguyên khu chợ đêm ẩm thực nha. Thì ăn một cái loại bánh đó là bánh cống nha các bạn. Mời các bạn thưởng thức cái loại bánh cống với anh em Sống Sài Gòn TV. Đây, bánh cống nè. Đây, bánh cống nè các bạn. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Một ngày mình bán được bao nhiêu cái cô? Trăm ngoài trăm cái hả? Cái này là bánh cống hả cô? Đúng rồi. Dạ, còn đây là bánh tôm. Đây là bánh cống này các bạn, nhìn thấy không? Tôm dầu. Bánh cống thì... Ủa, nó là đúc ở đâu cô? Đúc bằng cái gì cô? Đây. Cái này nè các bạn, cái này giống như là có muỗng, cái cống để múc dầu đó các bạn nè. Có một muỗng cái cống để mình múc dầu đó, thì người ta làm bánh cống người ta đổ vô trong đây, đổ bột á, bột gạo hoặc là bột mì nha các bạn, bột gạo hoặc bột mì trộn lại. Đây bột đây nè các bạn ha. Và đặc biệt là có đậu xanh phải không cô? Dạ. Đây đậu xanh này các bạn, nhìn thấy không? Đậu xanh được ngon còn vỏ luôn các bạn, nhìn hấp dẫn rồi. Đây những chiếc bánh cống nè, những bánh dài dài đó, giò nhìn hấp dẫn luôn các bạn. Cái này là làm bằng thứ gì cô? Thịt bí tép bột. Thịt bí tép bột hả? Dạ. Đậu xanh. Dạ. Rồi mình ăn mình cuốn với gì cô? Cháo cải. Cháo cải hả? Dạ. Nè, bánh cống bích dung nha các bạn. Ý hen nè cô, ý hen là cái tên quán rồi, còn cái này là gì cô? Chả giò. Chả giò hả cô? Còn đây là chả giò nha các bạn. Chả giò. Đây là bánh cống. Bánh cống nè. Đây là chả giò nè. Còn đây là bánh cống nè. Đây tôm nè. Tôm nè, bánh tôm nè, tôm đất nè. Còn đây là đồ chua. Chua hả? Ừ. Cô bán đây là được bao nhiêu năm rồi? Nghề của bà già mấy chục năm rồi. Nghề của bà già mấy chục năm là bán ở đây luôn hả cô? Mấy chục năm rồi. Dạ, là bán ở vị trí này luôn hả cô? Dạ, hay. Cô nói là nghề của bà già đó các bạn. Là bán ở đây được mấy chục năm rồi. Nếu mà các bạn có dịp về thành phố Bạc Liêu thì các bạn ghé vào cái khu chợ đêm nè các bạn, có thể là vào thưởng thức bánh cống nha, bánh cống lâu năm gia truyền nha các bạn. Ngay chỗ bánh cống Bích Dung nè, ở quay mình quay địa chỉ cho các bạn nè, ngay chỗ cái khu cuối gần cuối đường, ngay chỗ chợ nông dài dép Trung Nghĩa. Dạ, chợ nông sản đó các bạn, dài dép Trung Nghĩa. Dài dép Trung Nghĩa kia hả cô? Dạ. Đó, các bạn nói nhìn... diện vậy đó, chỉ dễ như nhớ lắm. Dạ. Nhìn hấp dẫn luôn các bạn. Rồi mình thử nè. Giòn tan các bạn ơi. Dạ giòn. Cô làm thử một cái được không cô? Bánh cống được không cô? Để đổ mỡ cho. Dạ. Mỡ ít quá. Dạ. Đổ mỡ chỗ này hả cô? Dạ. Cô nói là để cô đổ mỡ vô nha bạn. Cô sẽ làm một cái bánh cống, mình sẽ quay cho các bạn thêm cái bánh cống cô làm nha, như thế nào. Còn đây là đây là thịt nè các bạn, thịt nè. Thịt là để làm gì cô? Bỏ vô bánh cống luôn hả cô? Thịt tôm.
giò. Ăn cái này là phải chấp nhận dầu mỡ một xíu nha các bạn. Chiên nó mới ngon. Tôm này tôm đất không cô? Tôm đất. Tôm bọt à? Dạ. Cái chỗ này nè các bạn, cô nói là cô bán là giá tiền từ bà già là được mấy chục năm rồi nha. Nghe chỗ vị trí này nha các bạn. Mình search trên Google á thì địa chỉ ẩm thực á thì nó là hiện cái địa chỉ này. Mình tới đối diện 50 Hai Bà Trưng nha các bạn. Đối diện 23 Hai Bà Trưng là các bạn nhìn thấy liền thôi. Ngoài cái đó là mình ăn thêm bữa gì nữa cô? Bữa bánh hỏi. À bữa bánh hỏi nữa hả? Ăn kèm bữa bánh hỏi nè, rồi xà lách nè, rồi rau thơm nè các bạn. Nhìn ngắm vậy. Cái này là cô làm có đem về nữa hả? Đem về là đem về là cô bỏ trong cái bịch này hả cô? Dạ. Đó các bạn ơi, nhìn thấy không? Thấy cô nè. Sẽ cô sẽ làm một cái bánh cống thử mình quay cho các bạn xem nha. Nha, coi. Đây là chợ Bạc Liêu nè. Anh em thưởng thức bánh cống, bánh cống. Cái này là khoảng bao nhiêu một cái cô, bánh cống á cô? 12.000 một cái hả cô? Dạ. 12.000 một cái bánh cống, còn bánh tôm này cô, bánh tôm này. Tôm 15, chả giò 10. À, bánh tôm thì 15, chả giò là 10 nha các bạn. Nhìn hấp dẫn không? Cô sẽ làm thử cái bánh cống cho các bạn xem nè, mình quay lại. Nhìn hấp dẫn quá cô hả? Cô là nhà ở đây cũng gần đây hả cô? Dạ. 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 Ở Bà Kè. Dạ. Chợ Bà Kè hả cô? Dạ. Bánh cống đây là nó xuất xứ như thế nào cô? Nó xuất xứ như thế nào? Vậy đó. Vậy đó hả cô? Là món ăn giống như là bà là làm từ ngày xưa vậy rồi ấy, thì là món ăn đường phố thôi hả cô? Dạ. Có thịt này là để trộn vô bên cống luôn. Đó các bạn nhìn thấy đã không? Nè, anh em ăn nè, anh bánh cống nè, lần đầu tiên thử bánh cống nè, hấp dẫn không? Rồi Lâm cứ quay đi, Lâm quay đi anh, quay nhiệt tình rồi. Đúng rồi. Quay nhiệt tình rồi. Anh em ăn đi. Nhiệt tình vào. Hấp dẫn không? Bây giờ cô sẽ làm cái bánh cống cho các bạn xem nè. Đổ dầu vô. Cái này sao mỡ chứ không thì đây là mỡ thôi, mỡ mới ngon rồi cô, chứ không phải dầu à. Dầu thì không ngon rồi cô. Dầu không ngon. À. Bí kíp cái này nghe các bạn, là để cho ngon á là phải mỡ nha các bạn. Tức là mỡ heo đúng không cô? À, mỡ heo. À, mới ngon, chứ còn mà dầu kia của mình á thì không ngon nha các bạn. Nó không béo và nó không giòn. Dạ, à dạ. Chiên cá thì chiên nhậu ngon. Dạ. Nhìn hấp dẫn không? Là bí quyết á là bằng mỡ. Ăn đi anh, anh ăn đi. Dễ rồi. Ngon không? Ngon không? Thấy lạ không? Thấy lạ không? Cô làm nè bạn, cô làm bánh cống nè. À. Con thấy cái đó giống như mấy cái múc dầu á cô hả? À. Bỏ đi đậu. Đó các bạn nhìn thấy không? Hai con tôm nha. 12.000 xứng đáng đồng tiền. Đó, 12.000 xứng đáng đồng tiền nha các bạn. Rẻ ghê à. Dạ. Thành phố là 20.000 cái. Dạ, thành phố là 20 với rồi. 20-25. Dạ. Có Bạc Liêu là rẻ. Dạ. Bạc Liêu là xứ sở của bánh cống luôn á. Hấp dẫn luôn các bạn. Thôi. Đó.
Rồi, cô bỏ lên hai con tôm đây. Một ngày là cô bán từ mấy giờ tới mấy giờ cô? Khách hàng về sớm, khách hàng về bán chậm về trễ. Dạ. Giờ là hả? Dạ 9 giờ đêm á, 8 giờ đêm. Ờ, nhưng mà buổi bắt đầu mình bán đó cô là mấy giờ? 2 giờ rưỡi. 2 giờ rưỡi không cô? 2 giờ rưỡi dạ. Dạ. Tại sáng mình mới mua đồ luôn là mới ra bán được. Dạ, dạ. Tức là tùy vào cái khách ít hay là khách nhiều nha các bạn. Là tầm cô bắt đầu là bán là bắt đầu là từ 2 giờ chiều. Và kết thúc có thể là sớm hơn, có thể là 7 giờ tối nè, là 8 giờ tối, 9 giờ tối gì đó, tùy vào cái lượng khách như thế nào để là cô bán nha các bạn. Thấy sớm dạ. Như là mình sai là khoảng bao nhiêu ký bò cái gạo cô? 3 ký hả cô? Dạ, 3 ký gạo. Một cái bánh này, bánh cống này là 12 ngàn nha các bạn. Bánh tôm là 15. Đó. Nếu có dịp về Bạc Liêu thì các bạn nên hãy ghé chỗ bánh cống cô Dung này, Bích Dung này để thử và có số điện thoại nè, có thể là gọi cô để cô chỉ đường luôn nha các bạn. Đây mình lấy cho số điện thoại luôn này. Các bạn nhìn thấy không, gọi cho cô có thể chỉ đường. Mình có giao tận nhà không cô? Có giao tận nhà không? Có luôn hả? À có giao tận nhà luôn các bạn, có giao tận nhà luôn nè. Nhìn các bạn nhìn thấy không đó. À, tầm khoảng bao lâu là sẽ nó vàng mình mới đập ra được cô. Dạ. Đó các bạn nhìn thấy không, quá hấp dẫn luôn. Rồi đó, trời ơi vàng rồi đó các bạn, cô mới lấy ra rồi đó, cái đó cô mới lấy ra nè. Ồ để nồi lửa chưa rồi. Dạ. Là những cái hình ảnh về bánh cống nha các bạn. Rồi cuộc sống Sài Gòn TV sẽ vào thưởng thức bánh cống nha, hương vị nha các bạn. Ngon không? Ngon được. Ngon. À, bánh cống này các bạn. Ngồi quay đi em, quay đi cho nó. Quay từ từ, bình tĩnh quay. Nhìn hấp dẫn không? Gấp đi. Đây, mình gấp thử một cục thử này các bạn. Đây. Đây, một cục bánh cống này các bạn. Mình ăn bằng tay luôn. Tay luôn ta. Chấm nè, chấm với nước mắm này. Đó, thấy chưa? Nước mắm này đã không? À. Hương vị á bột mềm của bột nha các bạn. Giòn. Và thịt thịt mềm á. Cái loại bánh này lạ lắm, lần đầu tiên cuộc sống Sài Gòn mới thưởng thức cái loại bánh này các bạn, chỉ có ở Bạc Liêu. Nghe là loại bánh này nó nhiều chi nhánh lắm, Sài Gòn cũng có nha các bạn. Tôm à, rất ngon, đậu xanh rất ngon. Rau nè, xà lách nè các bạn. Cuộc sống Sài Gòn TV lang thang ở miền Tây và giới thiệu đường phố cảnh đẹp ở miền Tây cũng như là ẩm thực nha các bạn. Nếu có dịp về miền Tây mình sẽ chia sẻ và về miền Tây ăn đâu ở đâu cũng như là cuộc sống đời thường của mình tại Sài Gòn nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành cuộc sống Sài Gòn TV trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Rồi chào tạm biệt các bạn.